Em xin chào tất cả các bác nhé. Họ nhà vạc của em hôm nay đàn khu vực này hai đỏ thì một đỏ cây móc là vào đàn thứ tư nhé các bác nhé. Còn cái này là đàn thứ hai này. Đấy. Bây giờ em sẽ lấy luôn. Em thấy ong kêu ù trong này rồi. Chắc chắn là vào. Thì mấy hôm nay này thời tiết nó rất ủng hộ cho việc lấy ong. Nếu không lấy thì chỉ một dạo nữa là hết thôi các bạn. Công sản. Tối thì tối em vẫn phải tranh thủ đi. Vì ngày đi làm không có thời gian. Tranh thủ trời tối con nhện. Nhện này rất chi là lợi hại. Có ong nó thịt luôn, ong soi. Đây em sẽ mở cho các bác xem nhé. Úi giời ơi, một đàn cũng khá là được đấy các bạn. Bên là có sáp chưa? Đấy. Đàn này cũng thuộc loại trung bình nha các bác nhé. Tốp gần 1 cân đấy. Rất là tuyệt vời. Cái đó to này. Nó được một đàn khủng đấy các bác. Nó thì đàn nó to gần gấp đôi đàn này cơ. To hơn này nhiều. Đấy. Bác thấy phê không? Bỏ công em đi trời tối nha. Ui, nó co lại. Không biết nó có sáp chưa. Nó loạn đấy, thế anh đèn sáng. Bây giờ em sẽ bắt thôi. Được rồi. Nó đông, nó áo đi. Em sẽ quay tí nữa thôi. Tí nữa nó đỡ loạn thì em sẽ quay tiếp. Vậy là ong vào tương đối ổn định nhé các bác nhé. Đàn này nó hơi đông. Em không treo được cái bao lên. Đàn này nó hơi đông. Nó sót một số quân đấy. Bò này. Kệ nó được. Ban ngày nó vẫn sót mà. Chấp nhận thôi. Video của em xin được kết thúc tại đây nha các bác nhé. Vì là ong nó thấy sáng là nó cứ lao ra đây. Trời tối này thì nếu mà nó nhá nhem tối thì ong nó vào hết luôn, nhưng mà cái này mình dùng vào flash thì nó lại bay ra nhé. Video của em xin tạm dừng tại đây nha các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Sau em đi bắt sướng sướng hơn được. Bắt trời tối này quay nó không được đẹp, cảnh nó không được đẹp như ý của mình các bác. Các bác cho em một nút đăng ký nhé các bác nhé, nếu xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.